Xin chào quý vị, chị cô chú quay trở lại kênh Nguyễn Phú. Hôm nay thì Phú xin trân trọng giới thiệu quý vị, chị cô chú mẫu đồng hồ ở Citizen cũng như là một số cái sản phẩm khác đi kèm trong ngày hôm nay, nhân tiện lúc em đóng hàng. Thì các cái sản phẩm khác, ví dụ như là trong cái thời điểm hiện tại thì cái thuốc bổ phổi là một cái sản phẩm em nghĩ rất là hợp lý, vì nó hiện tại thì thời điểm dịch bệnh và cái ai cũng hầu như là cũng bị dịch corona, thì cần sự phục hồi của phổi cũng như là những người hút thuốc nhiều thì người ta sẽ hay dùng sản phẩm này, cho nên là có cái tabaco thuốc phổi. Đấy, thì cái sản phẩm này thì 80 viên, hộp này một ngày 1 đến 2 lần, một ngày một lần 5 đến 10 viên cho người trên 15 tuổi. Đấy, anh đặt 15 nhặt 5 hộp. Đấy, giá thì tầm 700.000 quý vị. Thì tiếp theo là cái sản phẩm tạo biển, thì đó anh ở Hải Phòng anh đặt hai túi như thế này, nó to 200 gram, hai cái túi này chắc ăn định bằng mấy tháng. Em nhà em thì ăn sản phẩm này thường xuyên. Anh có đặt khá là nhiều sản phẩm bên em, thì ví dụ như bình lọc nước, bình giữ nhiệt của Juicy Envoy, cái này thì sản xuất tại bên Thái Lan quý vị, 180 ml. Đó, em có đăng giá cũng như là chi tiết ở trên cái trang Facebook fanpage Viết Phú JP cho quý vị nhé. Thì quý vị có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác ở trang Viết Phú JP Facebook cũng như Zalo của em. Zalo của em có 2 Zalo, 1 Zalo số điện thoại Nhật Bản, 2 số điện thoại Việt Nam. Quý vị có thể kết bạn số Zalo nào cũng được, em có để dưới trên màn hình. Thì đây là các sản phẩm xà phòng khô, cái này thì rất là nhẹ và rất là thơm, thực sự nó rất thơm luôn. Cái này thì đang sale 30%, em mua trực tiếp tại cửa hàng nha quý vị nhé, cửa hàng thuốc ấy. Thì đây là cái Natto 2000 FU, cái này thì là để chống đột quỵ, sản phẩm chống đột quỵ. Rồi ngoài ra thì có thêm các sản phẩm khác như là một thuốc có mộc kia, rồi cái máy xay thịt của Chu Lắc kia. Em đang dùng sản phẩm kia, nó 250W, nó điện 100V, nó hút nó xay dữ lắm, bốn lưỡi dao quý vị, nó xay kinh lắm, xay thịt xay rau thứ. Đây, ngoài ra thì chúng ta đi vào tập trung vào cái nội dung này là cái đồng hồ. Còn trước tiên em xin giới thiệu lại với cái sản phẩm này, đồng hồ thang 100 dành cho nữ. Cái này thì nó kích thước 23 mm, hình mặt vuông này, mạ vàng rất là đẹp, và giá trong sale của nó là sale tận 70%, thì nó chỉ còn hơn 1 triệu về Việt Nam thôi. Thì anh chị cô chú có nhu cầu thì sẽ liên hệ với em tầm tặng quà, tặng vợ, tặng bạn gái, tặng đào. Đấy, rất là đẹp, giá trị ít tiền, tiền ít mà lại thịt nhiều. Đấy, nó khá là hợp lý quý vị. Rồi đi vào sản phẩm ngày hôm nay, Citizen NI4050-03L. Đây là một sản phẩm có màu xanh, gọi là có theo tên của nhà sản xuất là màu xanh hoàng gia, Royal Blue. Thì mặt kính là mặt kính Sapphire. Và đồng hồ này thì có dạng là 3 kim và 2 lịch. Thì 3 kim giờ phút giây, 2 lịch là lịch ngày và lịch thứ. Thì sản phẩm này là made in Japan, thì mình có đi kèm này, Zidomaki là tự động cuốn, là automatic ấy. Đây là trong lòng giữa góc 6 giờ thì có ghi automatic luôn. Và dòng chữ made in Japan nhỏ ở dưới góc là có thể thấy được, cũng có thể thấy được. 3 giờ thì là ngày và thứ. 12 giờ thì có logo Citizen, dòng chữ Citizen. Đi kèm thì có sách và phiếu bảo hành. Cái này thì nó sẽ là để bảo hành only in Japan nha quý vị nhé, sản chỉ bảo hành nội địa thôi, 1 năm nội địa. Rồi trong cái phía dưới thì có thể lấy được lộ máy và cái có ghi ở dưới là stainless steel, thép không dỉ này, mặt kính là sapphire này, đây made in Japan này. Đấy, máy gặp chống nước 53-50m nha quý vị nhé, máy 8200. Và cái bằng quai da rất là đẹp. Đây thì có cái của cái chú ý về các cái lời giới thiệu của nhà sản xuất thôi.
không gì đặc biệt. Và chúng ta sẽ đo kích thước của cái mặt gây ô. Sản phẩm này thì có đường kính 40 mm nha quý vị nhé. Bề dày thì là 11 mm. 40 mm thì nó khá phù hợp với cái cổ tay của những anh em ở Việt Nam mình. Mặt lòng cái cổ tay không không quá to. Tất nhiên là những anh có cổ tay to thì sẽ có những sản phẩm khác bên em sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của anh chị. Còn khi có sản phẩm này thì đối với cái giá, một mức giá là 5 triệu thì em nghĩ là khá là hợp lý. Có những thời điểm nó sale thì còn rẻ hơn nữa. Việt Nam tầm trên chưa đầy trên 4 triệu rưỡi, chưa đầy 5 triệu. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì nó không được cái giá hấp dẫn như vậy vị. Trên 5 triệu thì mới có được sản phẩm như này. Vì chắc là ngày nó còn không sản xuất thì không không nhiều lắm nữa. Đây, một cái sản phẩm của mặt kính sapphire màu đen, à màu xanh hoàng gia royal blue và ba kim hai lịch, tăng thêm cái sự có thể nói là cổ điển của cái dòng đồng hồ. Quay ra thì cái da có bản là khá là mỏng, khá là nhỏ. Về bề dày là 19 mm, phần to nhất, phần nhỏ nhất thì chỉ là 15 mm, 16 mm quý vị. Đây, dưới ở cái phần quay thì không có cái logo Citizen như một số của ở bên anh Seiko các thứ. Đấy thì sản phẩm này là một anh trong Hà Tĩnh đặt em ạ. Ngoài ra thì các cái sản phẩm khác thì bên em vẫn gửi đều. Tuy nhiên thì nhân tiện hôm nay là đóng hàng thì em sẽ review luôn cho quý vị để xem mấy sản phẩm như vậy thôi. Còn thực ra các sản phẩm khác như sản phẩm chức năng, thuốc phổi, thuốc đột quỵ, thuốc hàu, rồi các cái sản phẩm gia dụng khác như là xà phòng tạo biển, rồi các cái sản phẩm như là bình giữ nhiệt, rồi nhân laptop, rồi loa đài thì em vẫn cứ gửi đều. Tuy nhiên thì có khi thì em đăng video, khi thì không, thì quý vị cũng rất thông cảm vì cái do cái thời gian công việc này, rồi các cái hoạt động khác mà không thể update video thường xuyên được cho quý vị được. Dịp này cũng nhiều việc nên em cũng ít khi em đi quán được review video về loa đài quý vị cùng coi. Thì em cũng hẹn quý vị ở các cái video sau em sẽ cập nhật thêm ở các cái tình hình loa đài ở các quán xung quanh. Chứ dịp này là cũng hết sức là quý vị hết sức thông cảm, em cũng khá là bận. Đấy, thì sản phẩm đồng hồ hôm nay thì em sẽ đóng luôn và ngày mai sẽ gửi đi về với Việt Nam và cho đến tay khách trong tầm 1 tuần nữa. Thì tuần này em gửi tuần sau sẽ về Việt Nam thôi. Thời điểm hiện tại thì mọi cái hoạt động về thương mại, về tàu bay thì nó hoạt động trở lại bình thường hết, nên là cái hàng nó lưu thông rất là nhanh, tầm 1 tuần là sẽ về Việt Nam, 10 ngày đó đến tay khách hàng. Nếu như 10 ngày là tính từ ngày em gửi nha quý vị nhá. Chứ nhiều anh bảo 10 ngày là từ lúc anh đặt hàng hay làm sao, không có. Vì có những hàng thì em có thể là những hàng nó to thì em đặt với nhà sản xuất, với nhà bán hàng, nhà bán hàng đi thẳng trực tiếp về đến kho rồi đi về Việt Nam luôn. Tuy nhiên những sản phẩm nhỏ thì em sẽ đưa về đây em gom đi một chuyến, thì phải chờ người ta gửi hàng mất vài ba ngày rồi gom cái hàng của em gửi một chuyến, ví dụ cuối tuần em gửi một lần chẳng hạn, thì nó sẽ thời gian nó sẽ khác một chút, nên là quý vị anh chị cô chú hãy rất thông cảm với em. Em cũng luôn chân thành cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã ủng hộ kênh Viết Phú trong suốt 3-4 năm vừa qua. Từ ngày em hoạt động trong cái lĩnh vực gửi đồ về Việt Nam này. Thì ngoài ra thì em cũng có dịch vụ gửi đồ Nhật Việt nha quý vị nhé. Thì với giá dao động từ 190.000 trở lên, từ 190.000 là giá gửi lẻ. Còn gửi nhiều thì sẽ là giá thấp dẫn hơn. Từ về Việt Nam đi hàng không, có đường biển thì nó rẻ hơn, tầm 100.000, hơn 100.000 trong vòng 2 tháng. Còn đường hàng không nữa trong tầm 1 tuần 10 ngày. Chị em xin trân trọng cảm ơn quý vị chị cô chú đã ủng hộ. Và xin hẹn gặp lại trong các video lần sau. Hôm nay thì em sẽ khẩn trương đóng hàng và ngày mai sẽ có chuyến đi về Việt Nam, đi kho, và người kia thì nó sẽ về Việt Nam. Em xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.